rồi môn Phật. Giờ mình tiếp nè, cái năng hữu sở hữu, cái đoạn mà cái năng hữu sở hữu này chẳng có tướng, phải không? Mình đang thế nào gọi là chúng sanh điên đảo đó. Thế nào gọi là chúng sanh điên đảo, phải không? Đó, thế nào mình bước đầu vô là chúng sanh điên đảo đó, mà qua một đoạn là vì chấp ánh sáng tỏ, tánh sáng tỏ nên từ sáng tỏ ấy phát ra vọng tánh, mà vọng tánh thì kiến chấp ra khởi nè. Xong rồi, xong xưa rồi mình tới cái năng hữu rồi. Từ cái, tức là Đức Phật nhắc lại cái đoạn này, là Đức Phật nhắc lại cái đoạn trước, là Đức Phật nhắc lại từ cái tâm của mình, là cái chân tâm bản tánh á, cái Như Lai tạng á, nó vốn sáng suốt như vậy, mà muốn minh lại, khởi một niệm muốn minh lại cái tánh giác, cho nên nó mới có ra nó có ra cái hữu, từ cái vô, tuyệt đối là vô mà sanh ra cái hữu rồi, phải không? Rồi để qua cái đoạn này nữa, cái năng hữu sở hữu này chẳng có tướng, năng nhân sở nhân, nó không có cái tướng năng nhân sở nhân và năng trụ sở trụ, vốn không nguồn gốc, rồi từ cái chỗ vô trụ này mà kiến lập ra thế giới và chúng sanh. Thì ở đây nói là, ở trên nói là từ cái vô, cái tuyệt đối vô mà thành ra có cái hữu. Thì tại vì tuyệt đối vô là từ cái chân tâm bản tánh của mình đó, nó không có, nó vẫn là như vậy, cho đến khi mà mình muốn mà khởi một cái niệm, muốn minh cái tánh giác lên, đã khởi niệm lên rồi thì nó có cái tánh giác của mình là năng ha, năng. Còn cái mình khởi niệm lên để mình minh cái tánh giác là nó có là sở, là sở rồi, cho nên nó thành có, tự thành ra có rồi. Thì từ cái có này thì nó sanh ra cái năng hữu sở hữu rồi. Sở hữu tức là có cái trí, cái niệm muốn muốn minh cái tánh giác, và cái tánh giác trở thành cái sở để cho mình minh nó lên. Chẳng mấy ha quý vị, 314 ha, 14 trang 34 nè quý vị. Rồi á thì chẳng, từ cái khi mà đã có hữu rồi á thì từ cái chẳng có tướng, thì trong cái thể tánh bản chất gốc của mình là nó không có tướng năng nhân và sở nhân, tức là nó ở trên nói là năng nhân và sở nhân, tức là nhân là cái nguyên nhân để gây ra cái, không có cái năng nhân và sở nhân nghĩa là không có cái nhân để làm cái chỗ sanh ra các tất cả thế giới và chúng sanh, không có cái từ cái, không có cái năng nhân và sở, không có cái nguyên nhân mà thành, không có cái sở nhân mà nó thành ra đó, rồi cũng không có cái năng trụ trong cái bản tánh đó, thì nó không có cái năng trụ và không có cái sở trụ, tức là nó không có nguyên nhân và không có trụ hay là diệt gì hết á, mà tức không có chỗ nào để y cứ để trụ vào đó, thì tất cả những cái đó đều là không có hết. Nhưng mà khi bắt đầu đã có hữu rồi thì mới nó có ra tất cả các cái tướng đó. Cho nên từ cái có ra cái năng trụ sở trụ, năng nhân sở nhân đó, tất cả những cái đó nó đã có ra rồi á, thì đó là cái gốc mà sanh ra các cái thứ điên đảo về thế giới và chúng sanh. Cái ý của cái đoạn này là như vậy đó. Thì tiếp theo cái đoạn tiếp này là vì mê cái bổn tâm sáng tỏ nên sanh ra hư vọng, tánh vọng không có tự thể, chẳng có chỗ nương tựa, toan muốn trở về thì cái chân, về cái chân thì cái muốn chân ấy đã là không phải là tánh chân như chân thật. Cầu quay về mà không đúng pháp nên hiện thành phi tướng, không phải sinh mà gọi rằng sinh, không phải trụ mà gọi rằng trụ, không phải tâm mà gọi rằng tâm, không phải pháp mà gọi rằng pháp. Xoay vần pháp sanh, sanh mãi không thôi, huân tập thành ra nghiệp báo. Đồng nghiệp cảm nhau thì do sự cảm nghiệp nên tương diệt tương sanh, do đó mới có chúng sanh điên đảo. Thì cái đại ý của đoạn này Đức Phật muốn nói là chúng sanh sở dĩ có chúng sanh điên đảo là vì từ lúc ban đầu, khởi thủy ban đầu, vì mình mê cái bổn tánh viên minh của mình á, từ một cái niệm khởi đầu muốn vọng động, một niệm khởi đầu vọng động á, mà muốn minh cái tánh giác ra,
Cho nên từ một cái niệm đó mà thành ra có hư vọng, có hư không, có hư vọng. Thì từ cái tánh hư vọng ấy làm gốc, do nơi các cái sanh tướng vô minh từ vô thủy tối sơ khởi ra như vậy. Cho nên đã có vô minh rồi á, thì là tối sơ khởi ra như vậy, thì cái đó nó không còn, cái vô minh đó nó không có thực thể, không có cái, rồi cái vô minh đó nó cũng không có cái niệm khởi lên đó, thì nó là thuộc về vô minh, và cái niệm vô minh đó nó cũng không có cái chỗ để sở y nữa, vì nó là vọng mà, cho nên nó đâu có thực thể, nó không có, và nó cũng có cái chỗ sở y là cái chỗ để nó nương, nó tự nương tựa vào. Như vậy thì qua cái đó để chứng minh rằng á, cái chân tâm của mình á, là nó tuy á, nó có ra thế giới chúng sanh, nó có khởi một niệm vô minh đó, nhưng cái chân tâm đó, nó vẫn là bất biến, nó không phải không bị chuyển dịch, không bị mất đi, mà vẫn là thường trụ, rồi từ do một cái khởi niệm vô minh đó mà vọng động khởi lên đó, rồi nó sanh ra vô minh, rồi sanh ra chúng sanh và thế giới như vậy đó, thì cái vọng đó nó vốn cũng không có thật. Đã vọng rồi thì làm sao mà có thật được? Thì đó là nếu mà cái vọng nó đã là vốn là không, nó không có thật. Cho nên cái vọng đó không có thật thì cái gì để mình khởi lên cái tâm là muốn trở xa lìa nó, giống như khi mà mình tu ấy, mình muốn là xa lìa cái vọng đó, để trở khởi lên cái tâm, để trở về cái chân. Cái ý ở cái câu của cái đoạn kinh ở trên đó, khi mà khởi cái tâm là muốn trở về cái chân, thì cái khởi niệm đó nó đã sai rồi, nó vọng rồi. Là tại vì sao mà nó vọng nó sai, là tại vì cái chân của mình đã là vẫn còn ở đó, nó đâu có biến mất đi đâu, nó vẫn thường trụ ở đó. Còn cái vọng thì nó là vốn không, thì có cái gì để mình xa lìa? Có phải là cái câu ở trên Đức Phật nói là khi mà đã khởi một cái niệm muốn trở về thì là nó là sai rồi, phải không? Cái câu ở trên nói là tại vì sao sai? Sai ở cái chỗ là cái chân của mình nó vẫn bất biến, nó vẫn nằm ở đó. Thì có, mình đâu có lìa nó có mất gì đâu, mà mình lại muốn quay nó trở về. Rồi cái vọng nó vốn là vọng, thì nó là vọng, thì đâu phải nó là thật. Ví dụ như mình cho cái này là cho có cô A là bạn thân ha, mình cho cô là bạn thân của mình là thật á, đến khi mất lòng rồi nó không có chơi nữa, thì mình thấy có cô A thật. Còn cái này không có cô A thì có cái gì đâu mà phải tránh ra cô A, phải không? Cho nên nó là không rồi, nó là cái giả, cái bóng ảnh thôi, thì nó đâu có cái có thật đâu mà mình phải muốn xa lìa. Cho nên á, thì đâu, cho nên cái chân mình cũng không cần có khởi cái niệm là quay về, vì nó ở sẵn đó. Và cái vọng á, nó là vọng rồi, mình cũng không cần khởi niệm là phải xa lìa nó. Cho nên Đức Phật mới nói là thế nên mà khởi một niệm muốn quay về chân, thì cái niệm đó là nó thuộc về vô minh rồi, nó thuộc về vọng tưởng, thì nó chẳng phải là chân rồi. Cái đoạn trên đó, vì đối với cái không thật thì không phải cần phải lìa. Rồi còn cái chân của mình thì nó vẫn là thường hiện hữu. Cho nên mình nói là mình cưỡng để cầu để quay trở về thì là mình đã tách ra nó khỏi mình rồi, phải không? Phải có cái chỗ nào mình tách nó ra khỏi mình thì đó là mê rồi. Cái niệm mà muốn cầu quay trở về thì đó là cái niệm mê, mà chưa hiểu thật sự cái thực tính của nó là cái gì. Thì cho nên Đức Phật mới nói đó là theo mê. Nếu mà còn khởi cái tâm muốn trở về thì đó là chứa mê và theo mê. Thì nên, cho nên vì cái niệm đó mà thấy tất cả các cái tướng trần lao nó hiện ra ở trước mắt, từ đó mà do nó hiện ra các cái tướng trần lao ở trước mắt đó, cho nên từ đó mới khởi ra cái kiến hoặc và tư hoặc. Mà khi hoặc đã khởi thì cái vốn không sinh, khi mà đã có kiến hoặc tư hoặc rồi thì cái thể tánh vốn nó không có sinh, mà thành ra là có sinh. Vốn không có trụ mà khởi ra trụ, tại vì mình đã chạy theo cái mê rồi, chạy theo mê thì khởi ra, từ cái mê đó khởi ra kiến và tư hoặc. Mà khi đã có kiến và tư hoặc rồi thì phải có thì cái từ cái chỗ cái thể tánh của mình là không sinh thì nó lại khởi ra sinh, rồi nó không phải trụ
thì nó lại khởi ra cái trụ, và vốn không phải là nó không có cái gì là tâm hết mà mình gọi nó là tâm vốn cách, thì cho nên mới nói là vốn không phải pháp mà gọi là pháp. Cũng từ cái kiến hoặc mà tư hoặc rồi mình huân tập thành các cái nghiệp, thì cái nghiệp khởi, từ cái nghiệp khởi thì khởi ra cái cảm xúc, thì phối hợp với trần duyên, thì các cái cảm xúc của mình đó thì nó hợp với cái phối với cái các cái trần duyên bên ngoài, nên nó sanh ra cái thuận và nghịch. Nếu mà nghịch á, với cái cảm xúc của mình á, thì nó thành ra là oán thù. Mà nếu mà nó hợp với cái cảm xúc của mình thì sanh ra là cái ân ái. Đó, nhóm hai cái thứ đó nên gọi là tương sanh mà tương diệt. Đó, cái câu ở trên đó, nhóm hợp hai thứ nên gọi là, nên mới có là tương sanh tương diệt với nhau. Thì do những cái ái nhóm lại thì là tương, những cái mà nó cảm xúc, nó hợp với cảm xúc đó, thì thành ra là cái nghiệp tương ái. Còn cái nó nghịch với cảm xúc mình đó, thì nó thành nghiệp là oán thù. Như vậy thì do hai thứ kiến và tư hoặc, nên hai thứ nghiệp ân và ái oán thù, nên có các cái tướng khổ nó ràng buộc, nó luân chuyển. Không cứ như vậy được không thôi, nó kết thành ra là có chúng sanh là điên đảo. Thành ra rồi mình tiếp ha, cái này A Nan, thế nào gọi là thế giới điên đảo? Do cái năng hữu sở hữu phân đoạn vọng sanh, từ đó ăn lập ra cái không gian. Từ chỗ chấp năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ, giờ đổi không ngừng, nên vọng an lập thời gian, tam thế, tứ phương hòa lẫn nhau, chúng sanh biến hóa thành ra 12 loài. Thì ở đây nói về cái thế nào gọi là thế giới điên đảo, nhưng mà thế giới với lại chúng sanh là vì hai cái nó tương ứng với nhau. Phải có chúng sanh thì phải có thế giới để cho chúng sanh nó, cho nên hai cái này nó tương ứng với nhau. Cho nên ở đây nói là từ cái thế giới đó nó biến hóa thành ra 12 loài. Đức Phật nói luôn với tới cái là từ cái thế giới mà sanh ra chúng sanh điên đảo đó an lập. Nhưng mà an lập thì an lập ra bao nhiêu loài? An lập ra thành ra 12 loài. Tại sao ra có 12 loài? Là vì có cái thế giới điên đảo sanh ra, mà ứng với cái thế giới điên đảo sanh ra đó thì nó ứng với cái số thế giới điên đảo sanh ra, thì thành ra nó có 12 loài, chứ không nhiều hơn hoặc là không ít hơn. Là tại vì sao như vậy? Là vì nói về chúng sanh điên đảo thì Đức Phật đang nói về trước á, thì do từ cái vọng thấy á, mà có cái vọng á, ha, từ cái vọng thấy mà có cái vọng năng hữu và sở hữu, là như ở trên đã nói rồi ha. Thì từ cái có cái năng hữu sở hữu rồi á, thì có cái tướng năng và năng tướng năng và tướng sở, đã có tướng sở hữu rồi, cái năng hữu sở hữu có thì là đã có tướng ra rồi, mà đã có tướng rồi á, thì cũng có cái tướng năng và tướng sở, tức là nó đã tách ra, nó từ cái chân tâm bản tánh á, nó vốn không có năng sở gì hết, mà nó tách ra có năng sở rồi, thì nó là phân đoạn cách biệt từng phần từng đoạn rồi, phải không? Sanh ra mà lập để rồi, nếu mà đã cách biệt phân đoạn ra rồi từng phần từng đoạn, thì tự do cái tách biệt từng phần từng đoạn đó mà nó lập thành ra cái không gian. Phải có, nó tách ra rồi phải có cái không gian, thì do từ cái chỗ mà tướng năng nhân sở nhân đó, năng trụ sở trụ đó mà sanh ra cái vọng nhân vọng, tức là có cái vọng quả đó khi thành lập rồi đó, thì nhân mà đã có cái từ cái chỗ không nhân không quả mà giờ đây có cái năng nhân, tức là có cái sở cái nhân ra sanh ra rồi đó, thì đương nhiên phải có cái năng quả, thì có nhân có quả thì phải có cái thời gian cái nhân quả lập ra cái nhân quả rồi, thì phải có sự nhân quả thì phải sanh ra cái sự sanh diệt, mà sanh diệt dời đổi không dừng á, thì là cái thời gian nó lại xuất hiện. Vì cái năng nhân, vì cái nhân đã lập ra, vì sở nhân cũng đã lập ra rồi, thì cái nhân đã năng, cái nhân đã lập ra rồi thì đương nhiên nó đi theo có cái quả, thì cái quả thì nhân với quả thì phải có cái sự sinh diệt dời đổi, cho nên mà không dừng, cho nên nó thành lập ra thời gian.
Cho nên giới là cái ranh giới cho đó nó bị hạn cuộc, mà khi cái không gian đã thành lập, vì nó bị tách riêng ra từng phần từng đoạn đó, phân đoạn đó ở trên nó thì thành ra không gian, rồi nó tách ra không gian thì có bốn phương, rồi nó thành ra là nhân quả thì nó có sự sanh diệt chiều tương tục, nó chiều ngọc dọc theo thời gian, thì giờ thời gian thì có ba là quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên trong đó, vì mà mỗi khi một chúng sanh mà sống ở có hiện hữu trong cái thế giới này á, thì đương nhiên cũng phải có là ba đợt quá khứ hiện tại vị lai, và cũng có mỗi chúng sanh đều có cái không gian trước mặt sau lưng bên phải bên trái đều có hết. Cho như vậy cho nên họ phối, vì vậy mà bốn phương ba đời nó phối hợp với nhau thành ra con số 12. Cho nên cái thế gia, bởi vì vậy mà chúng sanh ứng theo cái con số 12 của cái thế giới thành lập, từ cái thế giới thành lập không gian và thời gian đó mà thành ra 12 loài, chứ không phải ví dụ như ở trên nói là chúng sanh điên đảo thành lập ra có chúng sanh, nhưng mà không có đề cập tới cái chúng sanh đó gồm bao nhiêu loài. Chỉ Đức Phật chỉ nói là có chúng sanh hiện hữu trên cái thế giới này, nhưng mà 12 loài là vì khi thế giới thành lập, thế giới ở đây là chỉ cho thời gian và không gian. Cho nên thời gian thì có 3, không gian có 4, thì nhân cái là 10, là thành ra 12. Cho nên thế giới, chúng sanh thì phải ở trong cái cõi thế giới của tương ứng với cái chúng sanh đó, nghiệp quả chúng sanh đó, mà thế với giới nó thành ra 12 loài, thì chúng sanh tương ứng với cái thế giới nó ở thì thành ra là cũng ra có là 12 loài luôn. Cũng sanh có 12 loài. Vậy nên trong thế giới, do động mà có tiếng, do tiếng mà có sắc, do sắc mà có hương, do hương mà có xúc, do xúc mà có vị, do vị biết pháp, sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành ra nghiệp tánh. Nương theo tướng điên đảo luân chuyển này mà có 12 loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi vô sắc, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, lưu chuyển chẳng ngừng. Thì ở đây, ở trên thì Đức Phật nói ra cái nguyên nhân á mà chúng sanh sanh ra 12 loài là nương y theo cái thế, thế là thời gian, gian là không gian. Ở đây giải thích thêm một lý do nữa mà có hai loài là do nơi sáu căn với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc nè, phải không? Một lý do tiếp theo mà Đức Phật nói ở đây nữa là tại sao nó có 12 loài, thì như trên đã nói, cho nên ở trên cũng như không á, thì ở đây mới nói là do có. Ở trên là ở đây nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là khi mà chúng sanh đã thành lập rồi á thì mỗi chúng sanh đều có sáu căn và sáu trần hết, nên thì khi mà thế giới và chúng sanh đã khởi vọng niệm, vọng động mà thì có chúng sanh rồi á, thì ở trong là tâm vọng động, và ở ngoài là, cho nên là trong căn và ở đồng ngoài thì trần, đồng thời đều có hết, trần chúng sanh, thế giới và chúng sanh đều có hết. Cho nên ở đây khi nói về sáu trần xuất hiện ở thế giới thì nêu ra thì nên á, thành ra có 12 loài, vì là mỗi chúng sanh đều có sáu căn và sáu trần, mà sáu trần mà cái được thành lập thì cái nào mà có chúng sanh và thế giới. Nhưng mà ở đây ra nêu ra cái gì có trước đầu tiên, khi mình học thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Nhưng ở đây thì nói là âm thanh là trước, có trước tiên. Âm thanh á là do động, thì ở đây là nêu ra là âm thanh là cái được thành lập trước tiên, vì ở đây nói là do động mà phát ra tiếng. Cái động rõ ràng các vị thấy khi Đức Phật dạy ra là tại sao mà có thế giới chúng sanh này, cái đầu tiên là khởi một niệm vô minh, muốn minh cái tánh giác, các vị nhớ không? Thì cái niệm đó là cái động đầu tiên đó. Khởi thủy từ đầu tiên vì một cái động niệm, thì đó là động rồi. Khởi một niệm lên là cái động rồi. Cái đầu tiên có thế giới này là từ ra là do cái động rồi. Cái động đầu tiên cũng như
Chừng như ở đây, ở động, cũng do cái động. Thì cái động đầu tiên, nhưng mà cái động á, đầu tiên là cái động mới có, thì có thế giới này á, thì cái động đầu tiên là có đầu tiên, cho nên mà âm thanh á, thì do cái động mới có, cho nên cái âm thanh ở đây mới nói là từ ra cái âm thanh trước tiên, từ vì một cái niệm khởi là do động, mà âm thanh do cái gì mà có, là khi á, do tiếng động mà có âm thanh, do cái động của không khí mà có âm thanh, phải không? Cho nên ở đây á, cái thành lập đầu tiên thì từ cái động, mà cái động từ, mà cái tiếng là do cái động mới có tiếng được. Như cũng khi mà chúng ta thấy gió đó, nếu mà đứng yên phong phát đó, thì đâu có nghe, phải không? Mà gió nó động đó, thì cái gió là cái sự chuyển động thôi. Thì các vị thấy dù không có cây cối nữa mà cái luồng gió mà nó đi nhanh, thì các vị có nghe cái chuyện đồ gió hú không ạ? Đó đó đó, thì cái gió nó di chuyển tự nhiên, nó phát ra cái thanh giống như là hú, tiếng hú của cái gì đó, thì cái động nó mới phát ra tiếng được. Nó ra tiếng, đó là cái sự chuyển động mới có tiếng. Hay là cái cây nó đứng phăng phát á, mà nếu không có cái sự động của gió, cái sự động á, thì cái cây nó đâu có cái tiếng xào xạc đâu, phải không? Thì có cái động thì mới cái tiếng nó mới phát sanh ra. Cho nên ở đây á, là cái động khởi thủy đầu tiên do một niệm, là cũng do cái động nó khởi sanh ra trước. Cho nên ở đây á, là niệm là do cái động mà có ra tiếng. Cho nên cái âm thanh á, Đức Phật mới nói là âm thanh, từ cái âm thanh mà có, từ cái động mà có ra âm thanh. Rồi rồi nhân có tiếng, thì do nhân có tiếng mà có sắc. Như các vị thấy ha, cái âm thanh mà rung động á, thì các vị thấy rõ, âm thanh mà rung động thì tạo thành những cái âm thanh trầm bổng, giận ghét, thương yêu. Trầm bổng thì đó là các vị hay nghe người ta nói là sắc âm, phải không? âm sắc phải không? Âm sắc có nghĩa là, âm sắc có nghĩa là cái tiếng trầm tiếng bổng, cái sắc thái nó khác nhau. Thì khi cái tiếng trầm tiếng bổng đó là mình biết, hay là cái người ta nói đó, khi mình nghe cái âm thanh á, cái người mà giọng nói nhẹ nhàng thì mình biết là cái người đó, là hai người nói chuyện nhau mà mình đứng, người thứ ba mình đứng nghe, mà nghe cái người kia la hét là mình biết là đang có chuyện, là người đó đang giận, hay là người kia ghét cái người kia. Qua cái âm thanh mà mình hiểu được cái sắc thái, phải không? Đó là cái sắc thái của âm thanh. Hoặc là khi mà cái người đó nhẹ nhàng thì mình biết là cái người đó, cái tâm đang bình an, đang vui vẻ. Mình nghe cái tiếng của người kia là mình biết cái sắc thái người đó như thế nào rồi. Cho nên mới nói là cho nên qua cái âm thanh mà biết được sắc thái của người nói, cũng qua cái âm thanh mà mình biết được cái sắc, cái sắc chất nó là thuộc gì. Ví dụ như đây, là mình nghe là tiếng chuông, là mình biết cái chuông là cái sắc của nó là như gì, phải không? Cái gỗ, mình biết cái sắc của nó là cái gỗ, chứ không phải là cái chuông, phải không ạ? Cho nên ở đây mới nói là từ cái tiếng mà có ra cái sắc, từ cái sắc qua âm thanh mà biết sắc, rồi nhân sắc mà có hương. Thì có hương, nhân sắc mà có hương nè, đây là có hai cái thôi. Một là nói về cái hương ở trong mũi mình ha. Nếu không có cái mũi của mình á, nếu mà không có cái mũi của mình á, thì thật sự là cái sắc cái mũi mình nó thuộc sắc chất nè, phải không? Nếu không có cái mũi mình thì không thể nào mình nhận biết được cái hương, cái mùi, cái khí. Phải tiếp xúc với cái khí. Cái khí có nghĩa là cái hơi đó, khí nó có thơm hoặc là thối là gọi là khí đó. Thì phải có cái sắc đó thì mình, rồi có cái khí bên ngoài, cái khí của bên ngoài đó thì nó qua cái mũi, thì khi đó mình mới nghe được cái hương. Hoặc là đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai nữa thì ví dụ như là cái mùi gỗ. Cái mùi gỗ khi mình ngửi, không xúc chạm tay, không thấy bằng mắt, nhưng mà mình nghe cái mùi của cái gỗ đó đó, mình nghe cái mùi cái gỗ, phải không? Thì mình biết là mùi gỗ nè, hay là mình biết là cái mùi đó là mùi gì, qua cái mũi, phải không? Thì mình biết được là nó là qua cái sắc,
của nó đó, là mình biết được là nó là cái mùi gì, mùi gỗ, mùi gì đó. Thế cho nên đó, đó là rồi do các tướng điên đảo, rồi từ, từ còn á, là mùi, rồi sắc, mùi sắc, sắc nè, rồi mùi, rồi đến cái xúc thì đương nhiên phải có cái xúc thì phải có sắc rồi, phải không? Rồi từ từ cái biết nè, sắc thân hương vị xúc nè, cái xúc đó là phải có sắc rồi, tất cả những cái đó, nhưng mà tất cả những cái đó nó từ cái động, từ cái âm thanh mà ra cả, rồi từ đó mới ra có cái được là sáu căn. Cho nên đã nói là do các cái tướng, nên nói là do các cái tướng điên đảo vọng tưởng trong sáu căn đó, rồi sáu căn với ở ngoài sáu trần, cho nên mới có ra được ha, là tương ứng với những cái sáu căn sáu trần đó mới có ra được, là sanh ra 12 loại chúng sanh. Nó tương ứng có 12 loại chúng sanh là ý nói sáu căn sáu trần, cứ mà đó qua cái này là nói ra cái thành lập thế giới hay là thành lập chúng sanh như vậy, nhưng mà cũng ý nói là ở trong cái sáu căn sáu trần của mình nó cứ nương nhau mà nó hiện hành, nó lưu chuyển nương nhau hoàn hiện, nó dính rồi nó biến hóa không cùng không tận, là nó tạo ra cái nghiệp nhân, nó tạo ra cái nghiệp nhân, đã tạo nghiệp nhân thì nó phải có nghiệp quả, cho nên có 12 loài chúng sanh tương ứng với cái nghiệp nhân nghiệp quả của sáu căn sáu trần gây ra. Sáu căn sáu trần là thành ra 12, mà sáu căn sáu trần á mà tạo nghiệp nhân á, là cái nghiệp nhân rồi thì phải có cái nghiệp quả, mà cái nghiệp quả có nghĩa là trong luân hồi sanh tử thì nó tương ứng với 16 cái nghiệp mà nhân của sáu căn sáu trần gây ra, thì nó thành ra nó có là 12 loài chúng sanh. Thì nó phần nói đi cô, cái phi trong đây có nghĩa là không nha cô? Phi tướng hả? Dạ. À, phi tướng có nghĩa là cái tướng nó không phải là tướng của nó. Có nghĩa là cái chữ phi tướng á, nó thành ra phi tướng có nghĩa là tất cả những cái tướng ở đây nó không phải là cái tướng chân thật. Phi tướng có nghĩa là cái tướng không phải là tướng chân thật. Cái tướng chân thật của cái chân tâm bản tánh của mình là vô tướng, phải không? Cho nên khi mà nó ra các tướng rồi thì nó thuộc là phi tướng, tức là không phải cái tướng chân thật. Vì khi nó ra các tướng của thật sự ra cái chữ vô tướng cũng tạm mượn để đối trị với các tướng của thế gian. Thì khi mà nói là hỏi nói về tướng các thế gian thì nó có rất nhiều tướng. Còn cái tướng chân thật của cái chân tâm bản tánh của mình là cái gì? Là nó vô tướng, phải không? Nó vô tướng, cho nên khi mà sanh ra cả một dãy như vậy rồi thì sanh ra những cái đó là phi tướng, thì nó không phải là tướng chân thật của chân tâm bản tánh, là vô tướng rồi. Còn phi phụ tướng, phi vô tướng, để phi ở đây nếu nói là không thì là phi phụ tướng và phi vô tướng. À, cái đoạn nào hết? Và cuối cùng nó đang trong cái 12 loài đó cô, thì có là phi hữu sắc và phi vô sắc. Thì cái phi này có không cái dưới cuối cùng á, phi hữu tướng phi vô tướng, cái phi tướng của cái câu ở trên mà Đức Phật nói là nó phi tướng thì theo cái ý nghĩa của tôi vậy ha, còn cái cuối cùng trong 12 loài á thì là nó lại khác. Ở phi tướng tức là cái đó không phải, từ từ sẽ có 12 là mà hỏi đây thì cô nói là phi tướng phi hữu tướng có nghĩa là nó không phải là nó có tướng. À, nó không phải là nó không có tướng, phải không? Ví dụ như là các vị mà tinh linh á, các vị mà ma quỷ á thì mình đâu có thấy được, nhưng mà các thầy pháp rồi họ triệu hồi về thì người ta lại ta triệu hồi về, thì có thể có những người họ có thể thấy những người đó, cho nên nói là phi hữu tướng. Chút xíu nữa đoạn sau Đức Phật sẽ giải ra từng cái một cho mình, từng cái một, thì
cái này không phải, tức là đang nói về trong 12 loài thì nó không phải. Còn cái chữ nó, cái chữ đầu tiên là phi tước ở trên, nó không phải là đã trở thành phi tước ở trên đầu tiên á, thì nó là cái nghĩa, cái chữ phi tước ở trên là tôi nói là nó không phải dịch ở trong cái đoạn đó, thì nó là không phải là cái tướng chân thật. Còn cái phi hữu tướng này á, thì nó thuộc về một loài, là không phải là nó không có tướng, nó có tướng, chứ phải là nó không phải là không có tướng. Tuy mình không thấy, nhưng khi được triệu hồi về thì nó cũng hiện ra để triệu hồi về. Cho nên nó là phi tướng. Trong 12 loài này, trong cái phần này, Đức Phật sẽ dạy cho mình cái nghiệp nhân sao mà đọa trong cái loài đó, và giải thích cho mình là sao gọi là phi hữu tướng, sao gọi là noãn, sao gọi là gì. Tiếp sau sẽ có rõ ràng, chứ không phải là không có. Rồi bắt đầu mới qua 12 loài chúng sanh nè. Bắt đầu mới qua từng loài một nè. Thế cái phần phải không? Trong này có cái đề cái là 12 loài chúng sanh phải không? Đó thì bắt đầu đây mới nói về từng loài một nè. Đó là đoạn trên là chỉ nói ra là cái phần tổng quát tại sao ra thế giới có chúng sanh điên đảo, sanh ra như thế nào nói chung, và thế giới nó hiện hữu ra thế nào nói chung. Còn ở đây mới là nói nè, mới nói từng loài một cho mình nè. Ở trên là liệt kê thôi, 12 loài chúng sanh ha. Thứ nhất nè, này A Nan, bởi thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, hòa hợp thành khí, vọng tưởng thăng trầm, vì thế nên có loài noãn sanh lưu chuyển trong các quốc độ như cá, chim, rùa, rắn, đủ 84,000 đầy tràn thế giới. Đó là đây nói là cái lý do tại sao có loài noãn sanh nè. Đó, lý do tại sao có loài noãn sanh nè. Thì ở đây là cái noãn sanh này á, loài noãn sanh là thuộc về cái hư vọng luân hồi. Ha, hư vọng luân hồi nó nặng về cái nghiệp chính. Cái nghiệp chính của loài noãn sanh là nó tưởng, tính mà các vị đã biết rồi, tính của tưởng là nó vọng động. Cho nên ở đây mới nói là vọng động. Khi mà thăng á, cái vọng động của trong tâm tưởng đó, cái vọng động của trong tâm tưởng thì có khi nó bỗng nó thăng lên, rồi khi nó trầm xuống. Cái vọng tưởng thì khi thăng khi trầm, thì cái vọng tưởng này khi thăng cái trầm này á, thì nó giao cảm hòa hợp với khí ấm, khí ấm ứng theo đó mà có loài noãn sanh. Nếu mà cái tưởng mà nó mạnh á, thì á, là nó sanh vô trong cái loài chim, là bay lên, chim nào bay nè, bay lên trầm á, nếu một cái tưởng này trầm mà nó thì á, nó sanh vào loài lặn như là cá. Mà còn giữa tưởng này nó ở mức độ trung bình á, thì nó sanh loài, những cái loài súc sanh mà đi ở trên, những loài mà sanh bằng trứng đó, thì nó đi như là gà, rùa, rắn. Thì ở đây giải thích là như vậy đó. Cái tưởng là do cái này nó nặng về cái tưởng của nó rất là mạnh, cho nên do cái tưởng này mạnh mà tùy theo cái mức độ mạnh nó như thế nào. Còn đây thì tôi đưa ra thêm một cái mà của Ngài Nhẫn Tế họ giải thích nữa, là Ngài mới giải thích là tất cả các cái pháp, hay là tất cả các pháp đều là do tâm tạo hết. Thì các 12 loài chúng sanh này á, mà lưu chuyển luân hồi trong cái lục đạo này á, cũng là do cái tâm tạo, cho nên nó tạo nghiệp thì một niệm mà vừa động á, thì mới bắt đầu là hư vọng phân biệt. Khi đã có phân biệt tốt xấu á, thì sanh ra là ái, hoặc là như hồi nãy nói đó, ái hay oán, rồi dẫn đến cái chấp thủ là yêu ghét. Rồi từ khi mà sanh ái thủ thì có cái tạp nhiễm. Đây là cái Ngài Nhẫn Tế giải thích thêm về cái loài noãn này, thì nó có càng nhiều, càng ngày thì cái nhiễm sâu, cái nhiễm ở trong tâm mình đó, càng nặng càng sâu á, thì là mình bám chắc vào đó thì mới có cái sự trôi lăn tự nhiên theo cái vọng động của cái niệm, những cái niệm khởi vọng chấp của mình.
cái vọng động mà cái niệm đi theo hai đó là nói chung ha, chứ chưa nói đến noãn ha. Cái của mình á, mà tá sanh đi á, thì những cái vọng động của niệm đi theo tất cả các loài luôn á. Ngài Nhẫn Tế giải thích á, thì những cái vọng động của niệm ái thủ chấp ô nhiễm đó, thì những cái đó nó đi theo hai chiều hướng. Một á, là tưởng, hai là tình. Của Ngài Nhẫn Tế nói là nếu mà tưởng nặng á, mà tình nhẹ thì nó ứng vào cái loài noãn sanh. Tưởng nhẹ mà tình nặng thì nó lại ứng vào cái loài thai sanh. Nó căn cứ hai cái tưởng và tình. Tình tức là cái tưởng là cái tư duy hay là cái đầu óc của mình á, tưởng cái tưởng á, còn cái tình tức là cái ái nhiễm nó nặng á. Thì ở đây thì Ngài mới nói là y cứ theo cái tưởng hay là cái tình. Tình nặng thì hoặc là cái tưởng hay là cái tình nó nặng hay nhẹ, hay cái tưởng nó nặng hay nhẹ. Còn đây cái loài noãn sanh này á, thì nó là do cái tưởng nó mạnh, cho nên cái tưởng tượng viễn vông á, cái lực vọng động của cái tưởng nó mạnh quá, rồi nó giao cảm, nó hòa hợp với cái khí, tức là cái khí ấm ở bên ngoài đó, mà nó có loài noãn sanh. Thì nếu mà cái tưởng nó quá nhiều, nó bỗng á, cái tưởng mà bỗng á, thì có các cái ứng vào có các loài chim bay, mà nó cái tưởng mà nó trầm á, nó thì sanh vào cái loài lặng như là cá. Mà còn cái tưởng nó ở giữa, nó trung bình á, thì sanh loài cái vào những cái loài mà noãn sanh mà như là gà rắn đi ở trên đất. Bởi cái thế giới có tạp nhiễm, đây tôi xin lỗi quý vị nha, thì đây là mình học vậy còn cố gắng, chứ còn thật sự ra mình cũng chưa chứng, cho nên rất là khó, phải không ạ? Mình vì mình có cái lục thông rồi, mình chứng đạo rồi, thì mình sẽ thấy cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Còn cái thật sự ra con người mình sinh ra như thế nào á, người ta chỉ mới như cho nên mà nói, vì tại sao mà theo cái quan niệm á, thì mình chưa có chứng được, cho nên kinh nói vậy thì tôi hiểu như thế nào tôi trình bày lại quý vị. Chứ còn thật sự ra đối với mình thì một cái cảnh giới khác mà nói ra thì nó rất là khó. Chỉ có những Đức Phật hay là những người mà chứng quả rồi thì họ thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như nói là trong 49 ngày đó, cái thân trung ấm thật sự ra mình cũng không thấy, mà mình chỉ y cứ theo Đức Phật hay là các vị Bồ Tát họ thấy và họ diễn tả lại trong kinh thôi. Trời, còn cái ý nghĩa để cho mình tu tập thì nó khác. Còn đây nó sanh ra các loài thì lại là nó khó cho mình đó. Thì bởi thế giới thôi, mình qua cái khác ha, thì mình hiểu được như thế, chúng tôi cũng như quý vị ha, hiểu được như thế nào thôi. Tại vì khi sanh ra khác, còn nói về cái chuyện để mà Đức Phật dạy mình tu bỏ tham sân si thì còn giải thích còn vậy được. Còn cái này nói nó có cái những cái loại này như thế nào thật là khó cho mình, tại vì chỉ có những bậc tu chứng họ thấy thì họ mới giải rõ thôi. Tôi nói vậy là quý vị thông cảm ha. Yeah. Thật sự ra bởi thế giới có tạp nhiễm luân hồi điên đảo về dục, hòa hợp thành tư, vọng tưởng ngang dọc, vì thế nên có loài thai sanh lưu chuyển trong các quốc độ như người, súc, rồng, tiên, đủ 84,000 đầy tràn trong thế giới. Ở đây là nói về thế giới tạp nhiễm luân hồi điên đảo về dục, tức là cái này cái ham muốn nó mạnh nè, hòa hợp thành tư nè. Thì ở đây nói là nếu mà cái thai sanh thì gọi là yết bồ đàm ha, thì thai sanh do là cái tình nó nặng, đã là nó đây đó, điên đảo nè, tạp nhiễm luân hồi. Thì trong cái thế giới tạp nhiễm luân hồi này thì là nó dễ hiểu rồi, là điên đảo về dục, tức là cái dục này tức là nó ngã về cái tình đó, cái ái nhiễm đó, tình nặng đó. Như ở trên đó là tôi nói là Ngài Nhẫn Tế Ngài mới phân tách cho mình là tất cả luân hồi nó tùy theo hai cái thứ là tình và tưởng. Thì những cái con vật đó là nó cái tưởng nó mạnh, nhưng mà còn ở đây cái con người mà cái vào thai sanh á, thì do cái ở trên Đức Phật nói là
là do cái dục nó mạnh đó, thì ở đây là nó nặng về cái chữ tình đó. Chữ tình tức là về cái nặng có tạp nhiễm thuộc về tình, thì tình là sinh nơi, do nơi cái tình tức là cái ham muốn đó, nó cảm với cái ước được hòa hợp với cái tư, tư tức là tơ tưởng nhớ nhung đó. Thì các vị đây rõ ràng, ở đây rõ ràng thì cái này thì mình là cũng thai sanh, thì cái này thì mình sống ở trong cái cảnh này thì có thể mình cũng tưởng tượng ra được một chút, phải không? Do cái ái nhiễm, tạp nhiễm, thì cái về cái mặt tình cảm đó, thì nên nó mới sanh ra cái ham muốn, rồi từ cái ham muốn đó nó cảm với cái sự mà là cái tư tức là cái tơ tưởng nhung nhớ đó, hay là không quên, hay là luyến ái đó, thì thành ra luyến ái nó thành ra các loài đi ngang hoặc là đi thẳng, hay là xoay vần trong các quả nước, như là con người đó, thì là đi thẳng đó. Cho nên còn những loài như rồng súc thì đi ngang, còn những người đó, điên đảo hư vọng, thì cái này thai sanh này thì tùy theo cái tơ tưởng của người này như thế nào mà nó sanh ra vào cái loài người là đi thẳng, hay là ở như là bay, hay là súc, hay súc vật là đi ngang, hay là con rồng thì bay lên, nó tùy vào cái. Rồi bên cái thứ ba ha. Bởi thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú, hòa hợp thành noãn, vọng tưởng lăng xăng, vì thế nên có loài thấp sanh lưu chuyển trong các quốc độ, như loài côn trùng sâu bọ đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Rồi cái thứ tư nữa là bởi thế giới có biến dịch luân hồi điên đảo về giả, hòa hợp thành xúc, vọng tưởng mới cũ, vì thế nên có loài hóa sanh lưu chuyển trong các quốc độ, như loài chuyển thói phi hành đủ 84.000 đầy tràn trong thế giới. Thì đây nói về thấp sanh và hóa sanh, thì thấp sanh thì chúng ta thì ở đây nói là chúng sanh nặng về tánh chấp trước, tức là mình nếu cố thủ chấp trước mà quá mạnh á thì là bị luân hồi. Ở đây là chấp về cái gì, là về cái tình, ở trên đó là cái tưởng ha. Còn cái người này thì nặng, cái loại chúng sanh này thì chấp mà chấp thủ về cái tình chấp, cái tình chứ không phải là chấp về cái tưởng ha. Thì sư phụ không có rời chạy theo cái sự đam mê của cái tình chấp của mình đó, thì lấy cái chỗ cái tình chấp đó làm cái thú hướng của cuộc đời của, hay là cái họ chạy theo cái đó, cho nên cái người đó mới là sanh nơi cái chỗ mà ẩm ướt. Thì mình học cái này mình cũng biết chút xíu, để mà nếu mình không muốn thì mình sống, thì mình biết cái nguyên nhân để mà tái sanh vào những cái loại này, thì mình chữa sửa đổi những cái mà chấp trước thủ chấp của mình, để mình tránh không có tạo cái nhân ở trong tâm mình để sanh vào những loại này. Thì đây mình cũng biết ra là cái này là chấp, cái người, cái chúng sanh mà thủ chấp về cái tình chấp nó mạnh á, thì rồi sư phụ đó, sư phụ có nghĩa là chạy theo cái những cái mà hào nhoáng, hay là những người nịnh bợ ở bên ngoài đó, là chạy theo cái sự đam mê của cái tình chất của mình ham đó, rồi mình sư phụ theo những cái người khác mà sư phụ theo những cái người có thể cung cấp được, thỏa mãn được cái tình chất của mình, thì mình sư phụ theo những người đó, thì là mình đang cái tạo cái nghiệp là để tái sanh với cái loài thấp sanh này đó. Cho nên vì thế nên còn thịt, còn cái loài là hóa sanh, là cái loài hóa sanh thì thuộc về biến dịch, sự thay đổi. Hóa sanh thì có sự thay đổi biến dịch luân hồi, vì chúng sanh thích sự thay. Nếu mình sống mà mình lại chạy theo cái tình chấp, cái tình mà cái tình là cái sự thích hợp á, cái sự đam mê thích theo cái sự thay đổi biến đổi dời đó, rồi chán cái cũ thích theo chạy cái mới, rồi yêu thích chấp vào những cái mới, rồi sanh ra vọng tưởng, rồi biến hóa không có dừng á, thì những cái tưởng, cái thích đó, thay đổi đó, điên đảo cứ chạy theo những cái giả tướng mà cứ thay đổi theo cái mới đó đó, thì mình đang gây cái nghiệp, cái chúng sanh đó là gây cái nghiệp để mà sanh vô cái loài hóa sanh đó. Cho nên á,
thành thì nhờ cái sự hòa hợp biến đổi xoay vần mà lột cái xác bay đi, như các loài như địa ngục này cũng là hóa sanh, các loài lột vỏ như con ve sau cái đều là hóa sanh. Nhưng mà cái ngựa những cái này á, là hoặc là thuần là tình hoặc thuần là tưởng, mỗi loài đều là do cái nghiệp ứng hiện ra hết cả. Rồi cái thứ năm ha, bởi thế giới có lưu ngại luân hồi điên đảo về chướng, hòa hợp thành thành trước vọng tưởng tinh diệu, vì thế nên có loài hữu sắc lưu chuyển trong các quốc độ, như tất cả thần vật tinh minh thường hay dự đoán sự kiết khung đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Thì nói về nhân quả của loài hữu sắc. Hữu sắc là bởi nhân cái thế giới không biết cái tự tánh vốn sáng suốt, mình không biết mình có cái tự tánh vốn sáng suốt ở khắp pháp giới mà không lưu ngại, mà đi tìm cầu những cái sự sáng, sự sáng, sự không ngại của thủy hỏa nhật nguyệt ở bên ngoài đó, để mà tìm cầu cái sự sáng ấy mà lập thành cái phương sở để trở thành, thì những cái đó nó lại trở thành cái chướng ngại. Tức là ở đây Đức Phật nói là mình bỏ cái sáng vô cùng vô tận của cái chân tâm bản tánh mà nhận cái nghiệp thức chấp cứng vào cái vọng tưởng, chấp vào mặt trời, mặt trăng đó, những cái sáng ở bên ngoài đó, thì cảnh sáng ở bên ngoài mà thành các cái thứ loạn tưởng. Nên có những cái loài là hư cửu tinh minh trong các quốc độ, như các loài tinh tú là giả vào các cái loài linh vật để mà báo điểm tốt xấu ở đời, gọi là có loài có sắc giống như là tinh tú nè. Thì những cái loài mà tinh minh hay là tinh tú ở trên trời đó là những cái loài này là gá vào những cái linh vật để báo điểm tốt xấu. Hữu cửu tinh minh là mặt trời mặt trăng đó, thì những cái này là mình bám vào cái sự tiết khung của, hay là những cái vị mà họ nhìn mặt trời mặt trăng hay nhìn vào những cái sao để coi sao đó, là vì họ thờ phụng những cái mặt trời mặt trăng hay là coi sao coi tinh tú để đoán kiết khung. Thì tất cả những cái người mà bây giờ mà đang sống với cái đó thì gọi là những người đó là đang tạo cái nghiệp để mà tạo vào cái loài hữu sắc đó. Tức là có sắc ở đây là ánh sáng. Đổi thế giới có tiêu tán luân hồi điên đảo về mê hoặc, hòa hợp thành mê muội vọng tưởng u ẩn, vì thế nên có loài vô sắc lưu chuyển trong các quốc độ, như cõi vô sắc và thần hư không cho đến quỷ mị u ẩn đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Thì ở đây nói là nhân quả cái loài là không có sắc, thì không có sắc ở đây là giống như thần hư không là các vị thần, nhưng mà các vị thần đó là thần hư không hay là các cái vị thần mà không có, hay là tất cả các cái quỷ mị đó không có hình tướng đó, là không có sắc, không có sắc thân đó, thì là vì mê chấp vào cái sự các vị trời hữu lậu đó, làm cái hạnh tức điên đảo mê chấp vào cái ngoan không hư không, cho nên mới là các cái loài vào cái loài là tiêu ma trầm một. Không tán là tan ở trong hư không, tiêu trầm là chìm ở dưới nước, thì là những cái loài nương vào hư không mà hoặc dựa vào nước mà trôi lăn trong các quốc độ đó, thì cái loài này là quỷ lị mỹ u ẩn đều là loài hoặc là loài vô sắc hết. Bởi thế giới có mường tượng luân hồi điên đảo về ảnh, hòa hợp thành nhớ vọng tưởng là thầm kết, vì thế nên loài hữu tưởng lưu chuyển trong các quốc độ, như loài thần quỷ tinh linh đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Thì đây nói về nhân quả của loài hữu tưởng, tức là có cái tư tưởng đó, có cái tư tưởng. Thì những người này á, là ham mê với cái sự linh thông, giao thông giữa các vị thần linh á, hay là tà tịch, tức là những cái thần bùa chú tà đó, thì dường như là sáng, dường như tối với các vị mà quỷ thần đó đó, dường như ở trong cái cảnh giới vừa sáng vừa tối, cho nên nó không có rõ ràng, vì nhớ tưởng theo các cái bóng dáng điên đảo đó mà chạy theo những cái tư tưởng đó, là chấp bóng ảnh ở các vị mà u ẩn đó là cho là cái chân thật, cho nên á mới sanh ra những cái loạn tưởng, hay là các vị là chuyển sanh vào các loại quỷ thần
quỷ thần như là thần cây đó, ở các vị thần cây đó tưởng cho là, tuy là nói là không có sắc thì cho nên á, mà chỉ có cái tư tưởng thôi, cho nên gọi là loài hữu tưởng. Các vị loài thần linh là có, vẫn có tư tưởng. Bởi thế giới có ngu độn, luân hồi, điên đảo, về si, hòa hợp thành ngu, vọng tưởng khô khan. Vì thế nên có loài vô tưởng lưu chuyển trong các quốc độ. Tinh thần hóa ra đất, cây, vàng, đá, đủ 84,000 tràn đầy. Thì đây nói là cái nhân quả của loài vô tưởng, tức là không có phần tinh thần, chỉ có phần vật chất. Ngu độn vì cái người này khi kiếp trước mà họ chưa có đọa thì là cái người này là si mê ngu độn, điên đảo. Rồi điên đảo hòa hợp với ngoan vật, tức là cái si mê của cái người, của cái chúng sanh này á, khi mà chết đi á, thì hòa hợp với cái ngoan vật, tức là cái vật vô tri vô giác đó, sanh ra các loài loạn tưởng khô khan. Thì như là tro tàn gỗ mục, tức tro tàn gỗ mục, thì cái người này bản chất họ đã ngu si ngoan độn rồi, thì lại thích vô những cái loài mà vô tri vô giác, nên cái quả báo là làm đất cây vàng đá trôi lăn trong quốc tốc độ, gọi là loài vô tưởng. Như vậy thì có những cái loại cây lớn người ta nói là thành tinh, hoặc là ví dụ như có những cái loại mà người ta nói giống như người ta nói là vàng á, mà biết đi á, các vị biết không, cái người vàng người ta nói là biết đi đó. Nhiều khi của người xưa các vị thời kỳ phong kiến đó, vàng á là tự động nó đi nha, đêm để nó lâu ngày á, vàng nó tự nó di chuyển, tự nó đi. Mà có người xưa người ta kể lại, nhiều khi thấy đi một loạt mà nó phát sáng chói ở vậy đó, hoặc là cái tự di chuyển. Thì những cái đó là những cái loại này nè, những người thường dựa vào cây đá, thì những cái người này là dựa vào cây đá đó, tưởng là vô tri đó, nó vô tri. Hoặc là những cái vị, những cái người mà ở trong một cái cây nó lớn rồi vậy, thì thành, thì cái cây đó nhiều khi nó để lâu ngày nó cái cây nó biến thành cái thành tinh đó. Đó thì những cái cây lớn người ta nói là thành tinh, thì những cái cây đó nhiều khi nó biến thành tinh đó. Thì hoặc là nhất là cái loại cái này thì các vị có thể nghe nè, vàng đá, hoặc là cái nhất là cái vàng á, thì người xưa người ta nói nhiều khi nửa đêm người ta thấy nó đi, nó tự nó rời nó đi á, mà người ta thấy một đoàn nó sáng láng vậy luôn, sáng đi mà sáng chói vậy luôn. Thì xưa người ta kể lại, những vị mà lớn tuổi kể lại đó. Rồi thôi hết giờ, cứ quý vị ráng phải học cho hết, chứ cái này thì nó hơi không có giải thích được phải không, khó. Nên tôi thấy các vị cũng chắc là cũng buồn lắm. Ở Di Đà Phật.